hôm qua mình cũng có làm cái clip hướng dẫn cho anh em làm bể câu vịt đó các bạn, bể câu với tấm lưới câu vịt. Nay mình test mình đi câu thử nha các bạn, kiếm cái có bạn cộng nào đi câu thử. Nay lên đi lên giao lưu chung với anh bà thợ miền Tây các bạn. Đó. Giờ mình ra mình kiếm cái coi cái điểm nào có ổ cá cái mình quay cho các bạn xem là mình câu luôn ha. Anh ba chỉ bên này có ông động mà giờ em đi kiếm coi. Ồ, đây là các bạn ơi, con ông gồng nha, con này cũng bự rồi. À, cũng bự rồi. Để mình mượn anh ba lấy cái cây quay vô cái mình quay cho các bạn xem. Rồi giờ mình tiến hành mình câu các bạn ơi. Anh ba mới lấy cây quay vô nè, câu thử cây nó táo không nha. Vịt dí chạy ngoài mưa cái đầu ướt chẹp các bạn. Đỏ, sôi tim á, đỏ là tới á. Mưa bão kiểu này giờ ở nhà không có làm gì, không có video nào, giờ đi câu vịt các bạn ơi. Đỏ, lên sỉnh á. Vô cái lỗ này táp nè. Táp cái gì vậy? Đó. 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 Lý ngàn. Trọng ha. Được, được. Đi zoom gần lại cho các bạn xem nha. Đó, thôi cho nó lên bờ được các bạn ơi. Để hồi nó táp túng vịt à. Vô ngang. Vô cái hốc đó nó mới chịu mới táp. Ngoài nhé. Nhớ là bỏ cục mồi xuống trước nha các bạn. Để bỏ con vịt xuống trước túng mấy con nó quạo quạo cái vớt con vịt liền à. Cái lỗ này im quá anh ba. Để xem bà đâu ngay hốc qua đang. Rồi gồng qua đây nữa. Gồng đi gần quá. Trời ơi. Trời ơi. Nó làm gì thấy thương người ta. Trời ơi. Rồi. Trời ơi. Tu luôn rồi. Thiệt tình.
Trời ơi. Gạt luôn đó vừa. Ừ. Phải giật tưng lên luôn được quá. Trời ơi con cá. Ừ nó nhát rồi các bạn, để công hồi cái nó táp đây không? Quay tiếp. Lên bờ hay quá con ơi. Lên bờ lên bờ hay quá con ơi. Lên hàng nha mày không mày. Đó. Đây các bạn. Đó. Cá này cỡ 3 lạng các bạn. Trời ơi, đã kìa. Quá đã nha. Móc ngay để coi cái móc ở đâu. Ngay mắt luôn các bạn. Đó, móc ngay mắt nha. Rồi lụm. Một em. Tiếp tục các bạn ơi. Câu cái còn nào nữa không? Ô, quá đã. Mày không ơi. Để câu ngồi chừng nào nó táp thì mình quay tiếp các bạn. Đèn gồng nó di chuyển tới này nè. Đó. Diễn tới cho đó rồi, xa quá. Để câu táp cái quay tiếp. Còn con mà nó nhát quá các bạn ơi. Câu sớm giờ cũng lâu rồi mà nó không táp. Rồi. Nghỉ đi vô các bạn ơi. Sớm giờ câu cũng lâu rồi nó không táp vậy. Đi theo cá này kia cũng đuối quá. Còn con nó lượn tới lượn lui hoài. Nó nhát quá nó không táp. Hình như cá hồi sớm giật sảy các bạn. Giật sảy bây giờ nó nhát nó hết chấm táp rồi. Ngưng đi vô. Được con các bạn ơi. Lên bờ rồi còn giả gì nữa. Rồi. Mình cũng kết thúc video tại đây nha các bạn. Chúc tất cả anh em và các bạn xem video vui ha. Nếu cũng thấy hay thì hãy cho mình một like, một lượt đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nha các bạn. Rồi hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo nha.